Trong những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề ở thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã họp công nhân ở ngoài trời giữa trưa nắng, gây bức xúc cho công nhân. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 6, do tổ may không ra được sản phẩm theo yêu cầu, sau đó lãnh đạo xưởng đã tập hợp 39 công nhân ra ngoài trời nắng, ngồi khoảng từ 10 giờ 45 phút đến 10 giờ 55 phút để nhắc nhở. Trong lúc trao đổi có sử dụng lời lẽ thiếu tôn trọng người lao động. Do phải ngồi ngoài đường trong thời tiết gần 40 độ ảnh hưởng đến sức khỏe, một số công nhân đã đăng tải cuộc họp lên mạng xã hội. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo các ngành chức năng của huyện Yên Mỹ, đại diện công ty thừa nhận sự việc là có thật và khẳng định công ty không chỉ đạo quản lý xưởng cho người lao động họp giữa trời nắng. Tuy nhiên, do công ty thuê mặt bằng để mở xưởng sản xuất trong khu dân cư, số công nhân đông với trên 800 người nên không có hội trường họp khi cần.